tình yêu nó phải găm go vậy đó. Rồi, mời hai anh chị mở mặt nạ ra. Dạ, chào anh. Dạ, em chào anh ạ. Em chào chị Cát Tường và quý khán giả trường quay. Dạ, em tên là Lê Thị Mỹ Linh. Năm nay em 40 tuổi. Em đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang làm công việc là công ty bia. Uống lần được mấy lon, mấy chai? Dạ, lần em uống chừng được 2 chai ạ. Vậy hay sao làm bia mà uống ít vậy? Tại vì nói chung là trong công việc á thì không phải là nguyên tắc quy định công ty là không được uống bia trong giờ làm việc. Mình đang ở đâu, quận mấy? Dạ, em đang ở quận Tân Phú ạ. Quận Tân Phú. Rồi, rồi chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia, chào quý vị trong trường quay. Em tên là Nguyễn Hữu Tình, năm nay 39 tuổi, hiện đang ở đến từ Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Làm công việc gì? Hiện tại thì em đang mở quán trà sữa bán tại... Trà sữa? Giờ quán trà sữa mình nhập bia và bán luôn được không? Chỉ có nhập bia chứ mở quán nhậu mới nhập được chị. Hả? À, bán trà sữa ở đâu em? Ở gần nhà trên Củ Chi luôn chị. Củ Chi. Bán cạch trà sữa lâu không? Lâu chưa? Đầu năm nay. Mới bán đầu năm nay. Vậy trước đó thì làm công việc gì? Trước đó thì em đi làm công ty. À, về cái gì? Về bên tài xế rồi. Rồi sao tự nhiên đang đi làm công ty chuyển qua bán trà sữa, bán trà sữa lời hơn hả? Đi làm tài xế thì cực với vất vả nhiều. Tài xế đường dài hay là tài xế trong thành phố? Vòng vòng mình Sài Gòn nó đi lâu lâu mới đi tỉnh thôi chị. Rồi quán trà sữa mình có món gì đặc sản không? Đặc biệt không? Thì có món chè Dưỡng Nhan. Chè Dưỡng Nhan. Wow. Mai mốt chăm sóc bạn gái mỗi ngày 1 ly cho bạn ấy Dưỡng Nhan nha, được không? Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì biết nấu ăn rồi vui vẻ hòa đồng với anh em bạn bè. Điểm yếu của em thì đôi lúc thì hay nóng tính, rồi cọc cằn thì nóng tính lên thì hay nói trong lúc đó xong thì thôi không có để bụng. Thế còn em sao buồn so vậy trời? Điểm mạnh điểm yếu vui lên coi. Em là hòa đồng vui vẻ hoạt bát, em thích là nấu ăn với lại chăm sóc gia đình. Em thích là sở thích em là hay ca hát. Giờ đây em hát xong một bài em tặng chị Cát Tường và anh bên kia quý khán giả trường quay. Rồi, vỗ tay cho bạn gái đi. Tình nồng thắm xuyên qua bao mái tranh, ngọt ngào dân hương vương mái tóc xanh. Những tình đậm đà là những tình đơn sơ, quê tôi vinh đẹp đẹp mấy tình ngây thơ. Chiều làng quê say sưa trong tiếng ca, người làng quê say sưa bóng thiết tha. Những tình mẹ xa quên lời. Đang hát ngon lành, đang phiêu quá trời luôn à. Nhưng mà chắc giọng nó ngọt ngào phải không? Dạ. Em xin giới thiệu điểm yếu của em là em hơi nóng tính đó. Và hơi ghen hơi bị nhiều. Trời ơi, ghê vậy. Lại tính em là hay la và ăn thì nói chung là cũng hơi nhiều. Dạ. Mà cái mức độ em ghen nó có ghê gớm không? Ví dụ cái lần mà em ghen ghê gớm nhất là em làm gì? Em ghen như thế nào? Dạ, em ghen là em chỉ có giận thôi à. Em sao giận la ghen xong, dữ lắm? Thì em ghen dữ lắm, em giận em la lên vậy đó, rồi thứ hồi là thôi hết. Vậy hả? Dạ. Mà trong tình trường trước đây là em có khi nào em bắt tại trận người yêu em gì chưa? Em chưa bắt tại trận gì mà chỉ có bắt qua điện thoại và em thấy là hiện tại là chụp hình chung với một người phụ nữ khác. Rồi em xử trí thì sao? Thì em nói thôi giờ anh đừng anh đi, em đi rồi, nói chung là tới đây là thôi, chấm dứt rồi. Thấy qua hình thôi là chia tay luôn vậy đó hả? Rồi em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua một mối tình. Mối tình đó như thế nào, được bao lâu? Thì mối tình em quen là gần 1 năm. Rồi lý do sao chia tay mới được chứ? Thì tại vì nói chung là em, anh có giải thích mà em không nghe. Em nói là thôi bây giờ là anh cảm thấy mà anh có một người phụ nữ khác thì thôi, đường anh đi, đường em đi luôn. Đó là mạnh ai nó đi. Nhưng mà hai người là đã quen cái mức độ như thế nào mà chị ghen dữ vậy? Mình đã tính tới hôn nhân chưa? Dạ thì em thấy như vậy thôi, em không tính tới hôn nhân nữa. Em cũng thật sự là em đã từng kết hôn một lần và đã ly hôn một lần. Là người đó hay là người khác nữa? Dạ là người đầu tiên của em. Hiện tại bây giờ em có một bé gái, hiện tại đang sống với em và ba mẹ của em. Con em thì năm nay học được lớp 10, 16 tuổi. 16 tuổi rồi, vậy là dạ, con lớn là nhờ được em. Rồi ha. Dạ. Bao nhiêu lâu sau thì mới quen với cái người sau? Khi mà chia tay cái... Em chia tay là ông xã em được là 3 năm. Ông xã em hồi đó là em ở được bao nhiêu năm? Em ở thời gian là được 7 năm. 7 năm thì tại sao chia tay? Tại vì nói chung thì đầu tiên thì ảnh cũng rất là thật thà vì đã nghe lời gọi là quyến rũ của bạn bè. Rồi sau ảnh về ảnh nói dối với em thế này nọ kia thì ảnh đã có một người phụ nữ khác bên ngoài.
cũng lại là chuyện ghen tuông nữa. Dạ. Rồi cuối cùng thì em đã hết sức gọi là cố gắng mà để mà hàn gắn lại. Thì anh ta một hai nằng nằng là em phải ký đơn để mà gọi là ly hôn. Anh nói là không còn hợp với nhau nữa, thì bây giờ tốt nhất là nên ly hôn với nhau. Coi như là người chồng cũ đó là quyết ly, chia tay ly hôn với mình. Dạ. Còn cái mối tình thứ hai là mình chủ động chia tay, mình thấy nó không hợp. Em chia tay, không hợp với nhau là chia tay luôn. Cũng không có may mắn lắm, mà người gặp người hay ghen, mà tại loạn dính toàn mấy chuyện nên ghen tuông không à. Rồi, còn bên đây, tình trường của em như thế nào? Dạ, tình trường của em thì đã từng ly hôn đây hơn 8 năm rồi chị. Thấy cũng trong 8 năm qua cũng có quen hai người, nhưng mà một người thì thời gian chỉ được mấy tháng, nhưng mà người ta quen nhận quen không thật cái nên thôi. Một người quen hơn năm thì hai đứa cũng quen, cũng chuẩn bị tiến tới hôn nhân, nhưng mà gia đình bên bạn em thì coi tuổi thì tuổi em với người đó không hợp, rồi cấm không cho quen nữa, rồi chia tay đến hiện tại bây giờ luôn. Cái người kết hôn đầu tiên là được kết hôn được bao lâu? Thì ngày quen đến ngày chia tay, cưới luôn mới chia tay được hơn 2 năm chị. 2 năm mà có được cháu nào chưa? Dạ chưa. Lý do tại sao chia tay? Thì tại tuổi không hợp với gây... Tuổi không hợp sao lấy nhau làm chi, đám cưới làm chi? Tại hồi đó thì thương thì... Lấy đại luôn? Cưới, rồi sau rồi về mới tính biết là không hợp. Lúc đó là nhiêu tuổi? Khoảng 30 chị. 30. Dạ. Cũng chín chắn rồi mà không tìm hiểu cho kỹ. Rồi là coi như ở không mấy năm rồi? Dạ, cũng hơn năm. Hơn năm rồi. À, em muốn tìm một mẫu người tương lai của mình, một người đàn ông dạ, như thế nào? Em muốn tìm một người bạn trai, nói chung là tính tình thật thà, biết chăm sóc gia đình, biết thương em và thương con em và thương ba mẹ của em. Không sống về gia trưởng trong gia đình và không bắt buộc em là phải thế này thế nọ kia theo anh ta. Vậy thôi. Dạ. Bên ngoại hình có yêu cầu gì không? Có tiêu chuẩn gì không? Chiều cao 1m68. Phải đúng 68 hả? 67 rưỡi đâu không? Lý do tại sao mà chọn 1m68? Tại vì em thích cái số đẹp hả? Số đẹp. Trời đất ơi, cao mét nhiêu em? 1m65 chị ạ. 1m65 à? Trời. Thí dụ ta dao động từ 1m65 đến 1m70 hay gì sao khẳng định vô chúng luôn 1m68 hay vậy? Không, thì em chỉ thích là cái số thôi. Nhưng chắc thì quan trọng là hợp hay không do hai người chị. Đúng rồi. Thật, thấy còn mình thì sao? Có tiêu chuẩn như yêu đưa ra cái tiêu chuẩn yêu dạ cầu không, như thế nào? Tiêu chuẩn của em thì người phụ nữ là hiền dịu và biết quan tâm lo lắng cho gia đình được rồi chị. Không ăn chơi đua đòi xe xua theo bạn bè nhiều quá. Chị hỏi nghiêm túc nè, với công việc của bạn gái nè, mỗi tối bạn gái phải đi làm như vậy. Dạ. Tiếp xúc với nhiều người, có thể là cũng tiếp xúc với đàn ông, bán bia chủ yếu bán cho đàn ông. Dạ. Em có ngại gì không? Cái chuyện đó chuyện công việc mà chị. Trừ công việc thì mình biết như vậy mình ấy, nhưng mà mình đừng có đi quá đà được rồi. Rồi. Thường thì mấy giờ thì em về đến nhà? Dạ em là 9 giờ rưỡi à. Ồ, cũng sớm mà, đi bán đi cũng sớm. Dạ. Đâu phải 11, 12 giờ đêm. Dạ, cũng tại sớm. Vì em làm ở công ty thì đúng giờ quy định của công ty đưa ra. Tốt. Bây giờ ở đâu coi hình coi, cho chị mượn hình coi. Ngầu quá ha. Lựa đi, mỗi người một tấm một thôi để cho dễ lựa, đưa nhiều quá anh ta rối. Có ảnh chồng á, có em á chồng á. Cho một cái gợi ý cho đối phương có thể dễ nhận ra mình. Em gái cho gợi ý trước, một cái gợi ý thôi. Anh xem trong hình là trong đó là bốn người. Em là bên em là... Thôi, đừng có chỉ, ta chỉ gợi ý thôi chứ chỉ luôn còn gì nữa. Có gợi ý gì cho cổ không? Em khỏi gợi ý luôn chị, khỏi gợi ý tự luôn chị. Hai bên làm khó nhau, tự chọn đi. Em thích anh nào? Em thích anh này. Lý do tại sao thích anh này? Tại em thích mẫu người bạn trai tròn, tròn người. Vậy hả? Dạ. Thích tròn hả? Dạ. Đâu, em nào? Em này. Lý do sao chọn em đó? Thì theo cái tuổi, cái tuổi gì? Tuổi người ta lớn tuổi hơn mình luôn đó. 40 tuổi lần đó. Em nghĩ chắc người này. Chúc mừng hai bạn, chúc hai bạn may mắn lần sau. Dạ, và bây giờ thì hãy nhìn vào cửa trái tim ha. Chị Tường sẽ mở cửa ra. Dạ. Mình xem coi cái sự chọn lựa của mình đúng hay không nha. Cầm hình lên và so sánh đi các bạn. Xài bé, không ai trúng hết.
đó, chị đánh cửa để tim mình mở ra, cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào? Nói chung là nhìn thì rất là dễ gần và dễ mến. Nói chung là rất hiền. Trời ơi, tôi nhìn mặt, tôi nãy giờ tôi thấy dữ cũng chết luôn mà bà la hiền. Hồi nãy giờ chị nhìn mặt mà chị định hỏi ảnh á, em bán trà sữa có khi nào em bán ế tại học sinh á, nó nhìn mặt em nó sợ không? Nó thấy chú mặt chú nghiêm quá. Có ai nói vậy chưa? Dạ chưa chị. Người ta nói em hiền hay nói em dữ? Nói em hiền luôn. Hiền hả? Mà em thấy em hiền hay em dữ? Em tại mặt với cái hết cái đầu kiểu vậy thôi chứ tay trong hiền. Hiền khô à ha? Dạ. Rồi khi cánh cửa trái tim này mở ra, cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào? Thì nói chung thì nhìn bạn đối diện thì cũng được, cũng ấy, cũng nhìn dễ nhìn. Rồi. Dạ, ấy là cảm ơn quà. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, em tặng anh một món quà, nói chung là một cái món quà nhỏ. Rồi. Và một cái gọi là cái ví để nếu mà chị nói mà anh và em hợp với nhau thì mình có thể mình đựng tiền chung. Rồi, ok, cảm ơn. Hay quá. Để tiền chung là mình hợp lý luôn đó. Cô này thông minh ghê. Được thôi, bây giờ chị Tường sẽ dành cho hai bạn một ít thời gian để hai bạn trò chuyện tâm sự riêng với nhau ha. Ít phút chị Tường sẽ quay lại, mời các bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Hoàng Yến. Đây là món bò kho bánh mì nè, rồi có một dĩa bánh trái cây chè rất là hấp dẫn. Bò kho bánh mì với vị cay của ớt nè, vị giòn của bánh mì và vị thơm béo ngậy của bò kho được kết hợp rất là khéo léo. Hai bạn hãy dùng ngon miệng và trò chuyện với nhau hết sức tự nhiên nha. Ít phút nữa thì Tường sẽ quay lại. Xin mời hai bạn. Em mời anh. Dạ, mời. Anh thường thường là anh ở xa không? Anh ở kinh Củ Chi luôn. Củ Chi. Thì em cũng có một cô bạn không ở Củ Chi luôn. Mà nói chung anh ở vậy rồi, nói chung là cái công việc của anh mà anh bán trà sữa vậy đó thì là cũng là trên chợ đúng không? Ở phía dưới đây à? Bán trên Củ Chi luôn, gần nhà luôn. Thì giả sử bây giờ anh quen, nói chung là anh quen với em thì nhà em thì nói chung thì ở quận Tân Phú. Thì lúc anh đi đường xa anh có trở ngại cho anh cái gì không? Ví dụ xa xôi thì nó không quan trọng, quan trọng mình có muốn đi không. Nếu khi đã muốn thì ở đâu cũng đến được. Dạ. Còn khi đã không muốn thì có ở gần nhau cũng đến được. Rồi thời gian anh trong công việc như vậy đó thì anh rảnh vào một tuần lễ là anh rảnh vào ngày nào? Nói chung thì buôn bán thì thời gian rảnh thì cũng có, thì muốn khi nào nói trước thì thu xếp là được ok hết rồi. Thế mình làm dạng mình cũng làm tự do mà. Ba mẹ anh vẫn là nói chung là có khó tính lắm hay không? Một khi mà biết em làm trong cái công việc, nói chung là em làm bên công ty bia đó, thì ba mẹ anh có nói chung là có cản trở một vấn đề cho anh hay không? Thì nói chung cái công việc thì nó không có, ba mẹ nó cũng không có khăn gì hết. Chỉ chủ yếu là công việc đàng hoàng không, mình không làm bậy bạ pháp vi phạm pháp luật là ok. Sở thích của anh là có thích đi một tuần là hạn như là đi chơi xa đồ á, anh có thích không? Không, thì cái sở thích của anh là cái đam mê là thích đi phượt mà. Đi phượt bằng xe máy đồ. Sở thích của em thì thích đi chơi xa, chẳng hạn như đi biển. Đó, với lại thì nói chung là anh có nhậu nhiều không? Không, nhậu thì không. Không nhậu. Hút thuốc. Hút thuốc thì có. Có. Rồi nói chung là đỏ đen. Không, không có. Lăng nhăng. Không có luôn, nói chuyện đó thì không. Ăn miếng đi, vừa ăn vừa nói chuyện chứ. Để chương trình hẹn ăn trưa mà lên nói chương trình không cho ăn cái gì. Đúng không? Dạ. Hẹn hò được gì chưa? Có khai thác được thông tin gì chưa? Nãy giờ cũng nói chuyện bình thường chị. Tao thấy bên này liên tục bên này. Bắn liên tục. Bắn liên tục bên này im gu. Sao em nãy giờ thấy ổn ổn gì không? Có cái gì dạ, bất ổn không? Em nói chung là em thấy anh ít nói. Nhiều khi anh nhường em nói chứ anh đâu có ít nói đâu. Cái công việc của em là phải nói chung là gọi là chăm sóc khách hàng. Ừ. Thì phải nói nhiều. Thì giờ người nói phải người nghe chứ. Nếu ổng nói luôn nữa. Bây giờ rồi. Là em ngưng nói cho tới anh đi. Đó, tới anh là hai ba vô. Giờ muốn hỏi gì hỏi đi, có tôi ngồi đây tôi làm trọng tài cho nè. Đối với em thì cái quan niệm gia đình như thế nào? Em thì gia đình em thì ba mẹ ở một mình em thôi. Nếu mà lập gia đình thì nói chung là ở gần gần ở đó thì nhiều khi có thể qua lại chăm sóc ba mẹ. Nếu em không có làm dâu được. Hai đứa tìm hiểu mà cảm thấy được thì thời gian thì bao lâu mới được? Thì nói chung thời gian thì em cũng sẵn sàng chờ đợi. Anh nói ra nếu mà mình hợp với nhau thì mình tiến tới hôn nhân. Thì cái đó là tất nhiên, thì muốn tiến tới một cái hôn nhân gia đình thì cũng phải cần có một thời gian tìm hiểu nhất định.
Nói chung là đàn ông mình chủ động đi. Dạ. Chứ người ta đâu có cầu hôn mình được đâu. Nhưng dạ, mà người ta là tâm lý là sẵn sàng. Dạ. Nhưng mà đủ sự yêu thương, đủ tình yêu, đủ sự chắc chắn an toàn thì người ta sẽ ok. Hôm nay đến với chương trình thì là nãy chị ra ngoài chị thấy là có người nhà. Dạ, người gì nhà đúng không cơ? Là cô. Cô dạ, ruột hả hay là dạ, cô ruột đến. Dạ. Thì chắc là phải mời người lớn vào để xem ta có cái suy nghĩ, có quan sát, nhận xét gì về hai bạn ha. Dạ mời cô ạ. À, trời ơi cô mặt hiền quá. Dạ chào cô. Cô chào chương trình, cô chào MC. Thấy cháu bên đây tuy nhỏ tuổi nhưng mà thấy cứng lắm đó, thấy già lắm, tưởng muốn mất. Bé Linh thì nó con nhưng mà con đã lớn rồi, nếu mà hai đứa mà hợp nhau đến nhau thì sanh con thêm, thì con ở với ông bà ngoại cũng được. Dạ. Thì Linh á, giờ nó ra nó buôn bán làm ăn với con cũng giỏi nữa, Linh nấu ăn cũng giỏi lắm luôn á. Dạ. Nhưng mà cơ bản mà... cô nhìn thấy hai cặp đôi này cô thấy như thế nào ạ? Cô thấy được đó. Nếu mà buôn bán thì cô thấy ok hơn. Có lời nào muốn nói với cô không nè? Thì trước tiên thì con cũng cảm ơn cô có mặt hôm nay với Linh. Nếu mà hai đứa mà có duyên với nhau thì con cũng cố gắng thì dành hết tình cảm cho Linh. Rồi cảm ơn hai bạn, cảm ơn cô rất nhiều. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cô... dạ. Về chơi game show chúc cho vui ha. Mời em gái bóc một lá bài, đọc lớn lên và thực hiện yêu cầu trong này cho vui. Yêu cầu bạn nữ hãy nắm tay và hát tặng anh ca khúc lãng mạn. Wow, đúng gu luôn. Thôi nhưng mà điều mình qua bển cho cổ nắm tay đi, chứ bắt phụ nữ đi qua đây hơi kỳ. Qua đây nắm tay cổ rồi nói một câu cho nó hay, cho em có thể hát tặng anh một bài không? Cặp đôi thì cô nói đúng á, về buôn bán nè, miệng ai cũng lanh, mở tiệm trà sữa quán nhậu gì cũng được hết trơn nè. Em hát tặng anh một bài Tàu Về Quê Hương. Rồi. Anh ơi đô thành, ở đây em sống không quen, đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn. Về đây mình sống như tiên, một con đường chánh chinh, nguyên một căn nhà bé xinh xinh, một khu vườn tình. Em là dâu ngày cưới, còn anh là chú rể mới. Em đi theo anh, em đi theo anh, em theo anh về. Em là mây mười hương, còn anh là trăng lá bướm. Anh đi nơi đâu, anh đi nơi đâu là em ở đó. Nơi nào yên mình tới và nơi nào thơ mộng nhất. Anh đưa em đi, anh đưa em đi, anh đưa em lại. Chim còn bay về núi thì ta tìm nơi hạnh phúc. Em đi theo anh, em theo anh về làm dâu nhà anh. Trời ơi, cái bài hát gì mà nó trúng, mà nó tâm lý thấy không? Bài hát có ý hết trơn đó. Anh đi đâu thì em ở đó. Đó, rồi tới bạn nam. Từ từ, bốc thăm trước cái đã. Bạn nữ hãy kể ra 5 điểm ghét nhất ở đàn ông. Kể đi em cứ phả hết vô cho chị. 5 điều ghét nhất ở đàn ông. Em ghét nhất ở đàn ông là nói chung là răng nhăn nè. Răng nhăn. Ra đường thấy phụ nữ cứ liếc qua liếc lại nè. Với lại nói chung là nhậu nhẹt nhiều. Với lại là đỏ đen. Nói chung là nói chuyện thì nói chung là lúc em có ý kiến thì phải nghe em. Nói chung là em thích mà gọi là lớn tiếng. Nói lớn tiếng, có gì nói với nhau đúng không ạ? Dạ. Những cái điều đó là ai cũng không thích chứ không phải mình riêng cô này đâu. Mình thấy mình có dính vô cái điểm nào trong cái 5 điểm mà cổ mới nói đó không vậy? Có dính rượu bia chị. Có dính rượu bia. Nhưng mà không có nhiều. Chỉ thỉnh thoảng thì đi với bạn bè uống chai hai chai. Không, thật ra đàn ông phải biết chút đỉnh đó chứ không biết cái đó buồn lắm. Chị là còn mơ lấy người chồng, em mốt tối tối hai đứa ngồi nhậu với nhau tâm sự cho vui nữa đó. Rồi thôi vậy được rồi, nhưng mà nãy giờ em lời quá. Cổ hát tặng em 2 bài. Giờ em phải hát tặng lại cho cổ một bài rồi chúng ta mới quyết định là có bấm nút hẹn hò nhau hay không. Mời em. Dạ em hát bài Lại Nhớ Người Yêu. Lại Nhớ Người Yêu, rồi chơi luôn. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng mặt. Buổi chiều còn gặp nhau đây, mà đêm lại nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay. Nó hát hay vậy mà giấu nghề hoài. Nãy giờ đã có nhiều thời gian dành cho hai bạn rồi ha. Trên đây nó chỉ là một cái cơ hội thôi, gặp mặt thôi, và cảm nhận một chút xíu cảm xúc, và dùng cái lý trí để phán đoán một chút. Nếu cảm thấy đối phương được thì mình cho cơ hội mình tìm hiểu sâu hơn. Còn khi mình cảm thấy có những cái trường hợp gặp cái thấy không có điện, không có cảm xúc thì thôi, đó là tùy theo các bạn nha. Và đặc biệt mình đã là người trưởng thành, hãy ra quyết định và phải chịu trách nhiệm với cái quyết định đó của mình luôn. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của các tường, nếu đồng ý nhấn mạnh nút, không đồng ý lấy tay ra. Rồi nhắm mắt lại đi hai bạn, suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2
3. Sao em mà không bấm? Tại mới bắt đầu gặp thì em chưa có cảm nhận cái lần đầu gặp, chưa có cảm xúc gì hết. Nói chuyện thì cảm thấy cũng được, nhưng mà giống như chị nói là cái cảm xúc từ con tim, nếu mà mình cảm nhận được mình mới bấm, còn nếu mà chưa cảm nhận được thì chị cũng tôn trọng quyết định của em. Thế còn khi bạn trai không bấm thì mình có suy nghĩ gì, có cảm xúc gì không? Thì nói chung thì bao nhiêu như là như là anh em bây giờ có duyên thì nói chung là chưa có nợ thì mình làm bạn với nhau. Rồi, cảm ơn hai bạn mà. Thật ra thì Tường cũng rất là tiếc. Thật sự thì mình cũng không hiểu nguyên nhân chính xác là như thế nào, tại sao bạn ấy lại không bấm nút. Nhưng mà đúng là một cái duyên, nhiều khi nó không phải cái duyên nợ thì họ không bấm, mà mình phải luôn tôn trọng cái suy nghĩ và cái cảm xúc của mỗi người. Vâng ạ, con chào anh ạ. Rồi, bạn có nghe được tín hiệu của bên mình không nhỉ? Em nghe được anh ạ. Rồi, bây giờ Linh chủ động giới thiệu một số những cái thông tin cá nhân của họ, tên, ngày tháng năm, quê quán, nghề nghiệp, và năm đâu. Mời bạn. Vâng ạ. Em xin tự giới thiệu các anh chị, em tên là Thị Diệu Linh, sinh năm 1987. Em quê ở Nam Định và hiện thì đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội ạ. Em đang làm trong ngành tài chính ngân hàng cũng được hơn 10 năm rồi ạ. Em cũng mong muốn là được tìm gọi là một người bạn có cùng với nơi mà kiểu sinh sống và làm việc ấy. Bạn làm tài chính ngân hàng là bạn làm ở trong cái bộ phận nào hả? Hiện nay là em đang là giám đốc thúc đẩy kinh doanh của vùng, một vùng phía Bắc của ngân hàng MSB. Bộ phận của em là về phần ngân hàng bán lẻ. Rồi. Linh là một cô gái như thế nào, có điểm mạnh điểm yếu ra sao? Để mà tự nhận xét về bản thân thì em thấy em là một người năng động, cởi mở, hòa đồng, dễ thích nghi, và gọi là cũng mong muốn được kết bạn và gặp gỡ nhiều người. Alo. Mình cũng đôi khi hơi cầu toàn và sống khá là cảm xúc. Cầu toàn, cảm khái là cảm xúc. Dạ. Linh có tài lẻ không? Biết hát không hay là biết là quan? Em thì biết hát ạ. Nói chung em không thấy là không có năng khiếu về mấy môn nghệ thuật lắm. Chỉ được cái là người vui vẻ, đồng cởi mở và dễ làm quen, dễ thích nghi, như kiểu như là không có thể hát được nhưng có thể cổ vũ được. Tài lẻ cụ thể thì em nghĩ là cũng không có gì nổi trội lắm, ngoài việc là chắc là chủ yếu là về chuyên môn thôi, chứ còn em cũng không đi khai thác nhiều về những cái gọi là khả năng. Dụ như là em nghĩ là dụ như sở thích của mình có được tính như là em thích cắm hoa này, thích trang trí nhà cửa này. Rồi. Khá là yêu hoa. Và thế vậy thì chia sẻ chút chú tình trạng của mình nhá. Anh ơi, em nghe cái đoạn vừa rồi nó hơi bị mất sóng ấy, anh có thể nói lại được không ạ? Bạn chia sẻ về tình trường của mình nhá. Sở trường ạ? Tình trường ấy, tình trường như câu chuyện. Tình trường. Tình trường thì thực ra là em mới chỉ có yêu một người và lấy làm chồng. Yêu từ hồi sinh viên, sau đó là bọn em thì mới ly hôn được cách đây 2 năm. Nên là cũng tình trường nói chung là cũng gọi là chưa được từng trải lắm. Mới chia tay 2 năm. Hai bạn đã có cháu nào chưa? Bọn em có 2 cháu. Một cháu 10 tuổi và một cháu 6 tuổi. 2 cháu đang ở với mẹ hay là ở với bố? Ở với mẹ.
hai cháu ở với... Dạ. Hai cháu đều ở với Linh đúng không? Dạ vâng, vâng ạ, ở với em ạ. Rồi. Mình chia sẻ về cái câu chuyện này giúp mình xíu là hai bạn yêu nhau từ hồi sinh viên, xong rồi ở với nhau bao nhiêu lâu và tại sao lại chia tay? Bọn em yêu nhau từ hồi sinh viên và sau đó là đến tầm yêu được khoảng 6-7 năm thì có kết hôn và ở với nhau được tầm khoảng 8-9 năm gì đó thì chia tay. Lý do thì thực ra thì nó vẫn chỉ là những lý do liên quan đến việc là những vấn đề nó không hợp trong cuộc sống thôi. Còn nếu mà nói cụ thể thì nó cũng không có cái lý do nào lớn cả. Nhưng mà tại sao mình đã gắn bó với nhau được 8 năm rồi lại vẫn có những tồn tại, những vấn đề phù hợp trong cuộc sống không? Thực ra thì em nghĩ là nó sẽ là lỗi của cả hai người ấy. Nếu mà mình nói là lỗi toàn toàn tại đối phương thì nhiều khi mình cũng tự thấy là mình phiến diện ấy. Tức là khi mà có một cái việc nó không muốn vậy nó xảy ra thì em cũng nhìn lại bản thân mình cũng thấy là nhiều cái trong cách cư xử có thể mình đã không 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 gọi là nào nhỉ, đẩy để mà mọi việc nó đi đến cái mâu thuẫn nó cao trào để rồi mà kết thúc ấy. Còn đúng như anh nói là cũng có lúc em thắc mắc là vì sao mà mình đã trải qua bao nhiêu năm lại rồi mà cuối cùng vẫn bảo là không hợp ấy, vì thực ra thời gian tìm hiểu nhau nó không phải là ít ấy. Nhưng mà cuộc sống thì nhiều khi nó cũng sẽ thay đổi và con người người ta cũng thay đổi theo thời gian ấy. Em thì khi mà em nghĩ là đa phần phụ nữ đều như thế, khi mà có những cái mâu thuẫn như vậy thì đều muốn là cố gắng cho kiểu gia đình có cái sự hàn gắn và có cái sự gọi là nỗ lực với nhau ấy. Nhưng mà đối phương họ không muốn. Và em thì không kiểu tiếp người phụ nữ theo kiểu như là sẽ đi rình mò xem là người ta có người ngoài không hay là người ta như thế nào không. Mà em nghĩ rằng là quan trọng nhất là hai người sống với nhau như thế nào. Nếu như mà khi người ta đã cảm thấy là người ta không muốn, hay người ta đã không còn muốn nỗ lực, người ta không muốn cố gắng nữa ấy, thì có thể là mình cũng buồn, cũng đau lòng, cũng tất cả mọi thứ, nhưng mà chả ai có thể ép được ai cả. Nên là mình cũng chỉ có thể chấp nhận và bước tiếp thôi. Rồi, rồi. Thế vậy là trong vòng 2 năm từ khi mà chia tay ấy, thì Linh có đi tìm hiểu thêm với ai không? Hoặc là có thể tạo tập tình trạng không? Thực ra thì trong vòng 2 năm qua thì em nghĩ là em tập trung nhiều cho việc gọi là chữa lành cho bản thân mình và chăm lo cho con nhiều hơn. Còn cũng có một số người đến tìm hiểu, nhưng mà quan điểm của em thì thứ nhất là người ta đến với mình phải theo kiểu một hướng là nghiêm túc. Thứ hai nữa là người ta phải chấp nhận việc là mình đến với con, đến với mình có nghĩa là phải đến với cả con mình đó. Và những cái đấy thì thực ra thì em cũng thấy là không phải người con trai nào họ cũng suy nghĩ theo hướng như thế. Đúng rồi. Rồi, bây giờ bạn mong muốn chương trình cho mình một mẫu người như thế nào nhỉ? Thực ra thì em nghĩ là đầu tiên ấy thì em muốn tìm kiểu người đàn ông là có trách nhiệm này, trách nhiệm với gia đình, và tất nhiên là cũng khi mà cái vấn đề tình cảm chắc là mình sẽ xét về sau, vì sẽ phụ thuộc vào việc là mình gặp gỡ người ta hay là mình nói chuyện với người ta như thế nào mà nó có phát sinh tình cảm hay không. Nhưng mà thứ hai nữa là đấy là một người mà em nghĩ là cũng phải cảm thông cho hoàn cảnh gia đình mình, có cái nét tương đồng thì sẽ là tốt, là một người chín chắn, điềm đạm và cũng phải có những cái điều kiện. Em nghĩ là nó cũng em không cần là quá cao, nhưng nó cũng phải có nét tương đồng ấy, thì nó sẽ dễ có cái sự phù hợp trong cách sống và lối suy nghĩ. Rồi. Về ngoại hình thì sao?
Em không quan trọng ngoại hình lắm đâu ạ. Cần chắc là chỉ cần cao ráo sáng sủa là được ạ. Sao giờ sáng sủa bạn cao bao mét mấy mét mấy nhỉ? Em cao 1m55 ạ. À. Vâng. Sủa. Anh đang ở vị trí phù hợp. Dạ, em chưa nghe rõ, anh có thể nhắc lại câu hỏi được không ạ? Anh đang ở vị trí vùng miền phù hợp với bạn. Ừ, vị trí vùng miền thì em nghĩ chắc là ở cùng khu vực Hà Nội thì sẽ thuận tiện hơn cho cuộc sống. Nếu mà người khác mà vào Hà Nội thì có không? Cũng được anh ạ. Thực ra thì quan trọng là họ. Em thứ nhất là gia đình thì đang sinh sống ở đây. Bố mẹ em thì mặc dù là quê ở Nam Định hiện nay cũng đang sinh sống ở đây, rồi các anh chị em bạn bè thì đều ở đây hết, nên là em cũng chưa nghĩ việc là mình sẽ thay đổi môi trường sống, tức là em chưa nghĩ đến ấy. Còn cái thứ hai nữa là liên quan đến cái việc mà về tức là về lâu về dài để mà xáo trộn thì có thể là em cũng sẽ cởi mở hơn, nhưng mà cái việc mà mình nếu mà bắt đầu một mối quan hệ mà họ ở quá xa chẳng hạn thì em nghĩ là nó cũng sẽ là một cái rào cản lớn. Mà về anh nghĩ sao? Em cũng không đặt nặng quá về tuổi tác ạ. Chỉ cần người đấy là người mà họ có cái sự chín chắn điềm đạm là được ạ. Chứ còn tuổi tác thì cũng không không nhiều khi nó không quyết định được về phần tính cách của con người ạ. Thì nó sẽ rơi vào mình khoảng bao nhiêu á? Em nghĩ là từ tầm khoảng 30 đến 50 là ok ạ. 30 tới 50 rồi. Vâng. Rồi, có cái điều gì bạn không thích ở đàn ông không? Không thích ở đàn ông ạ. Ừ. Em nghĩ là thứ nhất là không thích người lăng nhăng. Thứ hai là không thích giống như kiểu bình thường ấy, là kiểu cờ bạc chẳng hạn. Cờ bạc là em không thích này, không lăng nhăng này. Và không thích người nói mà không làm được. Đấy, nói. Em có 3 điểm. Vâng. Ok, cảm ơn Linh nhá. Thì hôm nay là cái buổi đầu tiên để mà gặp gỡ làm quen đã. Khi nào tìm được cái người phù hợp thì chương trình sẽ có biên tập làm việc với lại Linh nhá. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn anh ạ. Dạ, rồi cảm ơn chị. Vâng, em chào các anh chị ạ. Dạ vâng. Biên tập của chương trình. Ở đây thì sẽ có ekip của ban biên tập chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thôi, cho nên bạn cứ thoải mái bạn chia sẻ câu chuyện của mình nha. Rồi bây giờ ha, thì mình chủ động mình trao đổi về bản thân của mình nha. Đầu tiên bạn giới thiệu họ tên nè, công việc, quê quán, tuổi tác của mình trước. Rồi xin mời bạn ạ. Dạ em chào chương trình. Cảm ơn chương trình đã tặng được phỏng vấn hội tìm kiếm cái duyên của em biết là phỏng vấn lần để mà mình tuyển đó được chọn đó. Em là Bùi Trạch, năm 1993, quê ở Hà Nội. Hiện tại thì em làm giảng viên ở Bình Thạnh. Thì em mới chuyển thành phố Hồ Chí Minh. Thôi ạ. Có dự định là thành phố Hồ Chí Minh lâu dài. Cũng bắt rồi thế nên mọi họ hàng thì có dục để mọi người dục mà áp lực phải lên bản thân báo để mà làm công việc của mình. Nhưng mà em cũng hơi cô đơn ở nhà một mình thôi. Sau này việc hoặc có xây thêm cơ sở một thì em sẽ quay trở hoặc là đi qua Bình Dương. Mong muốn được gắn bó nhiều bạn bè đúng
đối tượng mà kết bạn những quân đội do lại mình được lớp không tin tưởng các bác tính chúng các không phải tất cả mọi đều có ứng tốt vậy nên là nếu mà đối tuổi hơn một tuổi năm thì rất là hợp với còn không thì không tuy nhiên thì bởi vì đối tượng là phải thấy không có học được những đối tượng có tập rồi hoặc các cũng không sao hết anh nghĩ là có công việc nó có thu nhập tốt thì đấy là những hắn của em mà đi đến cái cảm ơn anh chị. Rồi cái lý mình hồi nãy mình nói quê ở đâu á hả? Em ở Hạ Long, Quảng Ninh. Quảng Ninh, vậy là mình vào đây mình sẽ lập nghiệp luôn đúng không? Dạ. Rồi mình thích người một người như thế nào? Bạn cao bao nhiêu? Bạn thích về ngoại hình bạn đó như thế nào? Em thấp lắm. Ơi, nặng. Vậy nên quá cao. Cần quá thấp. Bởi vì bố đã thấp rồi. Về tính thì cần bạn ấy hào sảng, phong thủy, còn tùy thuộc vào mình. Không biết nói gì nhiều. Rồi bạn có cái tài lẻ gì không? Hiện tại công việc chính. Trước đó em có công là tài lẻ như thì em nhà em cũng chỉ là không có tài lẻ gì. Bên bên chị nghe cứ bị ngắt ngắt từ mấy bạn khác có nghe bị vậy không ta? Không, chị không biết sao mà cái... không nghe được gì. Bên này nó hơi bị ngắt một xíu á hà. Biết cái wifi có gì không? Rồi ok em. Thôi rồi nếu mà được chọn thì chương trình sẽ liên lạc lại cho em ha, rồi mình sẽ bên mình sẽ hướng dẫn cho bạn, rồi cũng như là trao đổi thêm với em về cái nội dung. Bây giờ cái đường truyền nó cũng hơi hơi kém nên chị nghe cũng chữ được chữ mất á nha. Dạ vâng, em cảm ơn. Ok rồi, cảm ơn em nha, chào em. Chị giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình như ngày tháng năm sinh, tên tuổi, nghề nghiệp nhé. À, chị tên là Đỗ Thị Hà, sinh ngày 15 tháng 10 năm 1985. Chị hiện tại đang làm nhân viên văn phòng á. Là vâng, chị làm về bên ngành gì chị ạ? Sao em? Chị làm về bên mảng gì đấy, nhân viên văn phòng như chị ạ? À, chị làm bên kiểm toán á. Rồi. Quê quán ở đâu và hiện tại đang sống ở đâu ạ? Chị ở Sài Gòn luôn. Quê quán của chị ở Sài Gòn luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Chị Hà có điểm mạnh điểm yếu gì ạ? Điểm mạnh điểm yếu hả? Dạ vâng. Chị cũng không biết. Chị điểm mạnh hả? Chị nghĩ là chị hòa đồng, có thể kết bạn dễ. Còn điểm yếu thì chắc là chị cũng hơi trầm tính một tí, hơi ít nói một tí thôi. Rồi trước giờ là mình có mấy mối tình rồi ạ? Chị chưa quen ai hết. Chưa từng quen ai. Chị nghĩ là lý do tại sao mà từ trước giờ mình chưa từng quen ai? Tại công việc của chị nó cũng khá là bận ấy, cho nên là chị cũng chưa có thời gian chị đi hẹn hò này kia ấy. Nhưng mà từ bé đến giờ là mình bận hoài ấy, sao ạ? Thì thật ra cũng có một số chỗ giới thiệu nhưng mà cũng chị thấy cũng không có hợp lắm ấy, cho nên là thôi. Giới thiệu rồi. Nghĩa là chưa từng có một mối tình nào hả chị Hà? Đúng rồi. Rồi
Bây giờ chị muốn chương trình, bạn muốn họ tìm cho mình mẫu người như thế nào ạ? Chắc là at least là cũng đừng có nhỏ tuổi hơn chị, tức là ít nhất là bằng tuổi chị hoặc là hơn chị từ 5 tuổi trở lại là ok. Với anh cũng có công việc làm ổn định ấy, ở thành phố Hồ Chí Minh thì càng tốt. Với lại đừng hút thuốc, đừng hút thuốc nha. Nói chung là chị không thích cái người hút thuốc lắm. Rồi, công việc nào thì phù hợp với chị ha? Ý em nói là cái người partner của chị á hả? Vâng, vâng. À thì làm nhân viên bình thường có cô thu nhập ổn định là được rồi. Quê quán gốc khác thì sao ạ? Ở đâu cũng được, nhưng mà nếu mà ở Sài Gòn thì càng tốt. Tại vì... Rồi. Ngoài chị ơi, chị phải mưu. Ơi. À. Alo. Rồi ok, dạ được rồi. À, được rồi đã. Chị ơi. Dạ. Cảm ơn em nha. Rồi chào chị ạ. Ừ.